Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn sẽ video cho các bạn một đoạn gỗ cẩm vàng thuộc một cây gỗ cẩm vàng rất là to vanh. Đây ạ. Vanh của nó lên tới 426 và dài là 71. Thì đây là đoạn gốc các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy ban đầu của nó rác rất là mỏng, da của nó sần. Hiếm khi gặp được một cây gỗ cẩm vàng da sần như thế này, nhưng mà cũng hơi méo các bạn ạ, méo mui khế kiểu này này. Thì chưa biết là xẻ ra bên trong nó sẽ như thế nào, liệu nó có nhiều vân rối hay không. Bởi vì cứ những cây nào mà gọi sần ấy thì đưa lại bên trong cái vân nó khá là đặc biệt. Thế ạ, mọi người vẫn hay nói với tôi rằng là Vân Nguyễn thì xẻ gỗ ở cái bên Vân Nguyễn hay là Vân Nguyễn quay video thì lúc nào mà chả có vân. Mình cũng thấy vui vui khi mà mọi người hay có những cái kêu câu trêu đùa như vậy. Nhưng còn bây giờ chúng ta sẽ quay vào việc chính. Ngày hôm nay là cây gỗ cẩm vàng vanh khá là lớn luôn. Rất là ít khi mà về được những cái cây gỗ cẩm vàng vanh lớn như thế này các bạn ạ. Đây các bạn ơi, chưa dội nước lên nên là chưa nhìn thấy rõ lắm đúng không? Vẫn là một màu vàng vàng của gỗ cẩm vàng. Gỗ cẩm vàng thì đóng đồ đẹp rồi các bạn ạ. Chất gỗ thì khá là ok, do tôm rất là mịn, vân rất là sắc nét. Đây, chút xíu nữa thì Vân sẽ rội nước lên đây để cho các bạn xem nhé. Đây ạ. Wow, tác phẩm của tác phẩm đây rồi ạ. Vân rối loang giống như kiểu tranh sơn mài ấy. Các bạn thấy không ạ? Các bạn nhìn cái họa sĩ người ta vẽ tranh sơn dầu, tranh sơn mài ấy, thì có giống thế không ạ? Do là cây này nó méo đấy, và bên ngoài của nó thì vỏ rất là sần, có sóng chun. Đây thì đưa lại cái vân bên trong nó rối hơn so với những cái cây cẩm vàng trước. Những cây cẩm vàng trước các bạn sẽ thấy cái vân nó định hình theo một cái hướng nào đấy, nhưng cái này vân nó rối, nó loang như kiểu tranh sơn dầu ấy ạ. Yeah. Thì khách hàng sẽ dự kiến là sẽ được một đôi chiếu rộng lên tới 1m. Đây là anh Quyền các bạn nhé. Chào anh Quyền. Anh ấy là một trong những khách hàng thường xuyên xẻ những cây gỗ vanh cực lớn ở bên anh Công. Và Vân Nguyễn thường xuyên video có mặt anh ấy, bởi vì anh ấy chuyên đóng đồ nội thất cũng như là bán cửa hàng đồ nội thất, và cũng khá là gần nhà anh Công. Chính vì thế mà họ thường xuyên có những cái pha phối hợp, giao lưu, mua bán cùng với nhau. Quen rồi mà các bạn ạ. Đây, tí nữa xẻ được đôi chiếu Vân sẽ quay cho các bạn thêm. Bởi vì nếu mà cứ trực ở chỗ máy xẻ này thì máy xẻ cứ to lắm, mà nó nhiều mùn cưa rất là bụi, rất là hại. Nhiều khi Vân muốn đứng ở đây lâu hơn một chút nữa nhưng mà nó cứ bụi ấy, thành ra Vân cứ phải chờ đến bao giờ ra thành phẩm thì Vân mới quay trở lại Vân quay. Đây, đây là sang ngày hôm sau rồi các bạn nhé. Đây ạ. Nó rất là rộng, rộng 1m1, dày 20 phân các bạn nhé. Và các bạn muốn liên hệ mua cái đôi chiếu này thì các bạn có thể liên hệ với cả anh Quyền. Ngay gần nhà anh Công thôi. Đấy. Hoặc cũng có thể gọi cho anh Công thì anh Công sẽ báo cho các bạn về cái cách thức liên hệ hoặc là giá cả. Hai ông chơi với nhau mà chưa thân lắm. Các bạn có bao giờ thấy xẻ gỗ cái méo như này chưa? Người ta lại tưởng là xẻ gỗ lãi lắm. Cũng là lần đầu tiên Vân thấy những cái ông này, ông chế biến kinh khủng luôn. Ông tận dụng gỗ một cách kinh khủng luôn. Tôi lại bảo là mấy ông đi xẻ kiểu gỗ gì nào lãi lắm. Kiểu gì ông cũng có thể xẻ được. Đấy. Đôi chiếu này dài bao nhiêu anh Quyền? À quên, dài bao nhiêu? Không quay được đấy. Dài bao nhiêu? 20. 20 à? Rộng 21 à? Rất là đặc đúng không ạ? Đấy, ra tầm chiều nữa rồi, nạc. Phải nói là nạc. Rất nạc. Gió lụa còn phải thua. Còn nếu như các bạn muốn mua những cái khúc gỗ cẩm vàng này, lát, sapeli này, gụ này, đinh hương này, những cái khúc vanh rất là lớn để sưu tập, để sưu tầm được những cái tấm chiếu to, thì các bạn có thể liên hệ với anh Công theo số điện thoại 0912 190 886, bãi gỗ của anh Công ở bãi Ổi, Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang các bạn nhé.
Có lẽ là Vân Nguyễn xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy video hay, thấy thích kênh Đồ Gỗ Vân Nguyễn, các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Vân Nguyễn. Ngoài ra thì Vân Nguyễn cũng có lập fanpage Đồ Gỗ Vân Nguyễn ở trên Facebook Watch. Như vậy là các bạn ngoài việc xem video ở trên YouTube thì cũng có thể xem được ở trên Facebook Watch các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Lại chỉ nhầm là anh X thì chết.